người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Cho mình hỏi các bạn một câu nha. Định nghĩa về không thể của các bạn là như thế nào? Là không thể là do người khác nhận xét, đánh giá vào cuộc đời của bạn, hay là bạn sau khi đã cố gắng và nhận ra là chính bản thân mình không thể? Bạn yên tâm, nếu mà ở nhóm thứ hai thì vẫn sẽ có cách. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ bí quyết để mọi người đi từ cái không thể sang có thể. Trước khi đi tiếp với video thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Link mình để phía dưới phần mô tả nha. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo, để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Bí quyết 1: thay đổi tư duy. Bạn biết ai là người kìm hãm năng lực của chính chúng ta? Bạn biết không? Đó chính là tư duy của chính chúng ta đó. Tư duy nó giống như một cái cánh cửa vậy. Chính cái cánh cửa ấy nó đóng lại, nhốt chúng ta vào một cái không gian chật hẹp. Nhưng mà cũng chính cái cánh cửa ấy nó mở ra, giải phóng chúng ta đi tới tự do. Quanh ta ắt hẳn có những người bạn, hễ đụng chuyện gì cũng có cái câu cửa miệng là: ôi khó quá, tôi không làm được đâu, không làm nổi đâu. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng có cái suy nghĩ đó, phải không? Tự hỏi lại chính bản thân mình xem. Lúc trước á, mình học đủ thứ hết, mà thứ gì mình cũng nghỉ ngang hết. Cứ hễ học được 1-2 tháng thì lại nghỉ. Học được một khoảng thời gian ngắn thì mình lại cho rằng bản thân mình không đủ giỏi. Mình không đấu thắng được cái người mà học chung với mình. Thế là mình đâm ra nản và mình nghỉ. Và các bạn biết, lối tư duy đó mang tên là tư duy cố định. Người có lối tư duy cố định là người mang cho mình cái suy nghĩ là: tôi sinh ra vốn đã giỏi sẵn rồi. Cái việc học chỉ là cái hình thức mà để tôi công chính ngôn thuận được giải nhất mà thôi. Và khi mà gặp thất bại, những người mang lối tư duy cố định đó sẽ như đánh mất tất cả vậy. Họ suy sụp cả bầu trời trước mắt họ như tối sầm lại. Cuốn sách tác động mình nhiều nhất chính là cuốn Mindset Tâm Lý Học Thành Công. Trong cuốn sách này sẽ giới thiệu hai lối tư duy, đó là tư duy cố định và tư duy phát triển. Và nếu mà bạn mang trong mình cái suy nghĩ là tôi không làm được đâu, thì mình xin thưa với bạn, bạn chắc chắn không làm được. Nên là hãy bắt đầu bằng việc thay đổi chính bản thân mình, thay đổi chính cái suy nghĩ đó đi. Trong một cuộc trò chuyện với bạn mình á, thì bạn mình hỏi là: ơi cái skill đó nó khó đó, mày có làm nổi không? Mày có làm được không? Thì lúc trước á, suy nghĩ của mình cũng là: không biết bản thân có làm nổi không, có làm được không. Nhưng khi mà làm được những cái skill đầu rồi á, thì mình xác định lại cái câu hỏi nó không nên đặt là mày có làm nổi không, mày có làm được không, mà cái câu hỏi chính xác nên hỏi là mày có đủ kiên trì không. Bí quyết 2: bắt tay vào làm. Việc gì muốn thực hiện được á thì phải thực tế, phải chân đạp đất, phải bắt tay vào làm. Bạn biết là cái khoảng cách đi từ không thể sang có thể, từ bình thường sang phi thường, nó chỉ cách nhau một bước. Đó là việc bạn có bắt tay vào làm không hay thôi. Khi xác định được mục tiêu rồi á, thì mình sẽ không ngồi mơ mộng. Nói đúng ra thì mình vẫn sẽ suy nghĩ, nhưng mà là suy nghĩ xem á, cái thời khóa biểu hiện tại của mình á, là có khung giờ nào mình đang bị kẹt, khung giờ nào mình không rảnh, và mình có thể hoàn toàn rảnh ở một cái khung giờ nào để mình có thể dành ra cho việc luyện tập. Lên kế hoạch, bắt tay vào làm, theo đuổi mục tiêu của bản thân mình. Nếu ở bước 1 đó là cái việc thay đổi tư duy, thì ở bước 2 sẽ là kỷ luật. Mình được truyền cảm hứng với một câu nói rất là hay: động lực là thứ khiến chúng ta bắt đầu, nhưng mà kỷ luật là thứ giữ chúng ta tiếp tục. Mình luôn tự nhắc nhở bản thân là cố lên, không làm thì bạn sẽ không bao giờ xong cả. Và đây là hình nền máy tính của mình. Bí quyết 3: học hỏi và điều chỉnh.
mỗi bước á, nó đều sẽ có một cái độ khó nhất định. Đến với bước này là bạn phải không ngừng học hỏi và điều chỉnh. Bật mí nhỏ cho mọi người, đây là cái bí quyết giúp bạn đi từ tốt đến xuất sắc. Và đương nhiên, nó sẽ không dễ. Từ trải nghiệm cá nhân của bản thân mình, từ trải nghiệm thực tế của bản thân mình, thì mình nhận ra là sau một cái khoảng thời gian theo đuổi mục tiêu á, thì không ổn. Mình không làm được. Không phải cứ cố gắng là sẽ được. Trong cái bước đường cùng ấy, gần như là tuyệt vọng. Nó đẩy mình vào cái thế là, nó đẩy mình vào cái suy nghĩ là, ok, nếu mà bây giờ mày muốn tiếp tục á, thì mày phải học được cái bài học này. Lúc ấy thì cái tâm trạng của mình không hề ổn một tí nào cả. Đây là một cái bài học đắt giá đối với bản thân mình. Và nếu mà mọi người muốn hiểu thêm về những gì đã xảy ra với mình lúc đó thì bạn có thể xem ở video này. Để mà thực hiện cái bí quyết này á, thì bạn phải hạ cái tôi xuống. Thật khó khi mà bảo với một ai đó rằng cách họ đang nghiêm túc làm không mang lại hiệu quả. Và càng khó hơn nữa khi mà chính bản thân bạn luyện tập một mình và đang cố tìm cái điểm mà bản thân bị hạn chế. Mình giả dụ như vậy nè. Giống như cái việc đó là bạn không tự tin vào sản phẩm của mình thì bạn sẽ không thể làm được cái gì cả. Nhưng mà nếu mà bạn tự tin vào sản phẩm của mình thì thật khó để mà tin và tìm được ở cái sản phẩm ấy một điểm thiếu sót. Với một cái content mới đi, thì sau khi mà đã lên được cái sườn content rồi ấy, thì mình thường, vì mình muốn đa dạng cái góc nhìn, nên là mình sẽ lên tham khảo xem anh chị trước đó họ triển khai cái content này như thế nào. Và sau mỗi lần mà xem anh chị làm á, thì mình một cái cảm giác thường trực, đó là mình bị choáng ngợp, mình cảm thán anh chị đi trước họ làm quá tốt đi. Sau những cái lần như thế thì mình hầu như là đều mất một khoảng thời gian để mình có thể bình ổn lại, có thể lắng động và cố gắng tìm ra cái điểm riêng của mình để mà đưa vào cái content mới đó. Và không để bản thân mình bị hòa tan vào một cái sản phẩm đã được làm ra quá hay và quá thành công của những người đi trước. Đối với cái việc mà luyện tập một mình ở những cái skill á, thì do luyện tập một mình những khi mình tập luyện thì mình không thể nào mà quan sát cái tư thế của mình có đúng hay không, nên mình thường chọn đặt một cái, đặt gần chỗ mình tập một cái máy quay để mình quay lại cái tư thế tập của bản thân. So sánh với những cái động tác hoàn thiện, xem là mình cần phải cải thiện ở những điểm nào. Bí quyết 4: kiên trì và không từ bỏ. Tâm sự mỏng với mọi người nè, sẽ có những ngày á, mình dò đầu bứt tóc, tự chất vấn bản thân mình là tại sao người ta làm dễ quá vậy, tới lượt mình thì làm không được, làm bung bét tất cả ra. Mà cái mông lung nhất chính là thậm chí bản thân mình còn không biết là mình làm sai ở điểm nào và điểm nào cần cải thiện nữa. Nhưng mà cái cuộc sống này nó không phải là một cái đường tĩnh tiến đi lên. Nó là một cái sơ đồ parabol. Sẽ có những ngày năng lượng tâm trạng bạn làm không tốt như những ngày trước đó. Nhưng mà bạn không đồng nhất với cái điểm cực âm của cái parabol ấy. Bạn còn là cực dương nữa. Bạn, chúng ta là tổng thể của cái sơ đồ parabol ấy. Có xuống, ắt có lên. Nên là cho bản thân mình cơ hội. Đừng quá khắc nghiệt, nghiêm khắc với mình những cái ngày đó. Đừng cố gắng đặt một cái cột mốc là tôi phải trở thành người này, tôi phải thành công như người kia. Rồi chính cái đó nó làm bạn áp lực, nó làm bạn từ bỏ. Nên là đừng so sánh bản thân mình với người khác. Tới đây, tặng mọi người một câu nè. Một bí quyết rất là quan trọng luôn. Woo!
bạn coi 10 phút kia, à không, bạn coi 10 phút kia nó vẫn quan trọng nha, nhưng mà 10 phút kia nó là giải nhất, còn cái 10 giây này tiếp theo, 10 giây tiếp theo này nè, nó là giải đặc biệt. Nên là tặng mọi người một câu: mọi người chưa lấy giấy bút ra thì bạn có thể stop ngay cái giờ này và chạy đi lấy giấy bút. Mình chỉ nói một lần thôi nha, không có chơi tua lại nha. Đó, tặng mọi người cái câu đó chính là: cứ làm thôi. Ừ, cứ làm thôi. Được rồi, tổng kết lại, bí quyết để đi từ không thể sang có thể đó chính là: một, thay đổi tư duy. Nếu bạn mang trong mình cái suy nghĩ là tôi sinh ra vốn giỏi sẵn rồi, không cần nỗ lực, thì hãy thay đổi tư duy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là bắt tay vào làm liền đi. Và cái thứ ba, không ngừng học hỏi và điều chỉnh. Bí quyết cuối cùng đó chính là kiên trì và đừng từ bỏ. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Nếu mà cảm thấy video có ý nghĩa và giúp ích được cho bạn thì hãy giúp mình chia sẻ cái video này và đăng ký kênh Ký Kỳ Cục nha. Cảm ơn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.